Xác định sứ mệnh là một chương trình liên kết quốc tế lấy trọng tâm là nâng cao năng lực nghề nghiệp của sinh viên thông qua lý thuyết nền tảng và kỹ năng thực hành. Hơn 10 năm phát triển tại thị trường trong nước, chương trình liên kết giữa Đại học Greenwich Vương quốc Anh và Tổ chức Giáo dục FPT Việt Nam đang tiếp tục phát triển và ngày càng mở rộng với hơn 14.000 sinh viên từ 12 quốc gia trên thế giới. Đội ngũ giảng viên và các chương trình đào tạo được kiểm định bởi các chuyên gia của Đại học Greenwich Vương quốc Anh. Do đó, việc học tập tại Đại học Greenwich Việt Nam gần như không có sự khác biệt so với khi học tập tại Đại học Greenwich Vương quốc Anh. My school Greenwich University have many activities like team building workshops where students get to listen and talk to the experts, and sometimes we have company visits which I'm very excited to attend in my next semester. Chúng tôi giúp cho sinh viên sẽ không còn phải có sự lo sợ về cái năng lực cạnh tranh về công việc, về chuyên môn với nguồn nhân lực trong nước cũng như nguồn lực trong khu vực. Các em sẽ được trang bị think global, act local, tư duy toàn cầu nhưng mà hành động địa phương. Các em có cơ hội chọn những cái môi trường học tập để mà tăng cái sự trải nghiệm của mình. Thông qua các chương trình trao đổi sinh viên thực tập hội thảo, sinh viên Đại học Greenwich có cơ hội học tập và trải nghiệm môi trường tại các quốc gia ngoài Việt Nam. Tại mỗi học kỳ, sinh viên hoàn toàn có thể lựa chọn học tập tại bất cứ campus nào ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ mà không bị gián đoạn việc học, được rèn luyện tính tự lập trải nghiệm tại các môi trường văn hóa ở các thành phố lớn, thấu hiểu khách hàng, thị trường để tích lũy kinh nghiệm nghề nghiệp. Students at the University of Greenwich will not only focus on the key theoretical and practical aspects of their studies that are essential in any career. The ability to communicate well, to think critically, to work in a team, and to solve problems are all characteristics of Greenwich students. Nhà trường còn ký kết hợp tác đào tạo cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao với hàng trăm doanh nghiệp tập đoàn đối tác ở Việt Nam cũng như trên toàn thế giới. Công tác này đã hỗ trợ sinh viên tối đa trong thời gian thực tập, tích lũy kinh nghiệm thực tiễn cho công việc và cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp.